Bảo Điền Bất Sản mến chào quý cô chú và khách hàng ha. Lại là Điền đây. Nay Điền lại có một cái sản phẩm đất vườn anh chị ha. À, có sẵn nhà luôn, hơn 400 m vuông, 11 m mặt tiền đường nhựa anh chị. Đang ngợp anh chị nha, đang cần bán anh chị nha. Thì hiện tại Điền đang ở đây là ở ngay trung tâm xã Xuyên Mộc anh chị ha. Điền đang ở chính xác đây là trung tâm luôn anh chị. Đây là xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì xã Xuyên Mộc thì anh chị cũng đã biết rồi ha. Xã Xuyên Mộc thì giáp với lại thị trấn Phước Bụ anh chị. Mình đi hướng này nè, đi hướng này khoảng độ tầm 2 cây 3 cây thôi là mình tới ngay trung tâm thị trấn Phước Bụ cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc đó anh chị. Di chuyển ra cũng rất là gần. Và cái hướng ngược lại đây, mình đi ra chút xíu là mình đụng ngay cái ngã tư ha. Đây được gọi là ngã tư Xuyên Mộc. Đó, mình đi thẳng luôn thì mình sẽ đi vào trong xã Hòa Hội, Hòa Hiệp và đi vòng ra được Bình Châu. Còn mình rẽ phải mình sẽ đi được xuống nước nóng Bình Châu này và đi được Bình Thuận ha. Còn mình rẽ trái đó mình đi được thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thành phố Bà Rịa này kia ha. Thị xã Phú Mỹ. Đó, thì di chuyển thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng đâu đó là hơn 100 cây chút xíu ha. 2 tiếng đồng hồ mình di chuyển cao tốc anh chị. Còn cách thành phố Bà Rịa thì khoảng vài chục cây. Nói chung là đường thông thương, giao thông thì đi cũng thuận tiện ha, đi cũng gần. Đó. Như chỗ trung tâm này thì tiện ích tiện nghi thì đầy đủ anh chị ha. Như ở đây thì có bệnh viện, có chợ anh chị, chợ Xuyên Mộc. Nói chung là chợ này bán cả ngày anh chị. Còn trong này thì những cái kinh doanh nhỏ lẻ này kia ha, như trạm y tế và trạm cây xăng, rồi trường học các cấp ha. Như bên này thì có trường tiểu học ha. Đó, bây giờ này thì cũng chuẩn bị tới cái giờ đón con đi học về rồi anh chị. Nên là người dân người ta đang ngồi ngoài người ta chờ con ha. Đó, bên này ha. Còn đối diện thì đây có nhà văn hóa ha. À, còn đây thì ủy ban và đây là trường trung học này. Ủy ban đi xuống chút xíu á chị. Ở chỗ này có cây ATM của Agribank luôn vậy ha. Nói chung thì chỗ này là tiện ích tiện nghi đầy đủ rồi. Và cái sản phẩm mà Điền muốn giới thiệu tới đây á thì nó cách cái đường này, cách cái trung tâm này ha. Khoảng đâu đó là 500 m hơn chút xíu, 500 m thôi chị, khoảng 500 m. Đó. Thì mình nói chung là đường này, đường 329 này mình rẽ vô một đường thôi ha, không có rẽ lòng vòng anh chị, rẽ đúng một đường thôi là mình chạy thẳng vào là đụng ngay bất động sản của mình rồi. Đó, thì bất động sản Điền nói sơ đó, tổng diện tích là hơn 400 m² ha, 11 m² mặt tiền đường và đang cần bán là 1 tỷ 590 triệu đồng anh chị. Đó. Đối với cái tài chính mà 1 tỷ 5 lên quanh 1 tỷ 5 nhỉnh chút xíu ha, mà cô chú gì nào đang có nhu cầu mà tìm mua cái nhà vườn nghỉ dưỡng để mà nghỉ dưỡng rồi đầu tư sinh lời này kia đó, thì em Điền nghĩ cái bất sản này sẽ thích hợp ha. Cô chú gì nào mà đã có khoản đó thì quan tâm cái bất sản này thì nhớ đón xem hết video clip này của Điền nha. Hiện tại Điền đang có mặt ở ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Hồi nãy Điền đi từ ngoài này đi vào ha. Thì di chuyển khoảng là 500 m thôi mình sẽ đụng ngay đường tỉnh lộ 329 đó rồi. Thì mình ra đó thì cũng như là mình ra ngay chỗ trung tâm luôn anh chị. Trung tâm hồi nãy Điền quay đó là trung tâm xã anh chị ha. Còn mình ra đây mình rẽ tay trái thì Điền có chia sẻ là đi xuống thị trấn, trung tâm thị trấn cũng như là trung tâm huyện đó. Thì khoảng đâu đó là 2 đến 3 cây thôi. Thì cái khúc này mình đi xuống khoảng hơn 2 cây chút xíu ha. Nói chung vị trí này thì đất xã nhưng mà cũng được gọi là nằm gần trung tâm thôi. Nằm cũng gần trung tâm huyện rồi chị ha. Đó. Nói chung là đường xá chị theo thấy nè. Đó, rộng rãi thoáng mát vậy ha. Đó, như nói chung là hai bên là đều có mương nước hết rồi ha. Chỗ này thì đã nói là đã chỗ này thì về cái vấn đề điện nước á, thì đầy đủ chị ha. Khu dân cư. Điện và nước máy đang sử dụng nước máy luôn chị ha. Đó. Như bên này mương nước này thì chưa có lắp nắp này. Còn như bên chỗ này là nó lắp nắp nữa chị nha. Điền là nói sơ về cái vị trí đó chị ha. Thì bây giờ Điền sẽ cung cấp những cái thông tin cơ bản rồi Điền sẽ báo giá luôn chị ha. Cung cấp thông tin cơ bản là chắc quy hoạch và báo giá cho mình anh chị. Đây. Bất động sản mà Điền đã ăn có diện tích là ngang 11 m anh chị ha. Tổng diện tích là 400, chính xác là 426,6 m² anh chị ha. Và đang có mặt tiền đường này nha, bám theo mặt tiền đường nhựa này nè. Là 11 m, ranh móc rõ ràng anh chị. Đó, cái cột đó. Qua bên này là 11 m. Đặc biệt nữa bất động sản mình thì lô góc hai mặt tiền đường anh chị. Một mặt tiền đường chính là đường nhựa này nè và mặt tiền bên hông là đường bê tông. Nói chung là đường bê tông này thì vào khu dân cư thôi.
Đường này thì không có thông nha, đường hông này không có thông nha, đường cục đó, mà nhưng mà đường ô tô xe tải đi thoải mái nè. Đó, ranh mình qua đây đây 11 mét ha, và cạnh bên này á, sâu vào trong là 33,5 mét đó. Bất động sản mình thì nở hậu ha, nở hậu là 13 mét 3, còn cạnh bên này thì sâu vào trong khoảng 34 mét ha, 34 mét đó. Bất động sản mình thì đang có sẵn là 80 thổ cư ha. Nói chung là xây dựng thoải mái ha, nói chung là xây dựng thì không cần xin giấy phép xây dựng gì anh chị ha, có thổ cư mình xây thôi đó. Đất nông thôn nên là cũng về cái vấn đề xây dựng cũng dễ lắm anh chị. Và hứa bất động sản mình đang có hướng là hướng Tây Nam anh chị nha. Về cái thông tin quy hoạch thì bất động sản mình thì phủ hầm toàn bộ, mình có thể lên thêm thoải mái ha. Sau này mình có thể là mình mua để dành đầu tư, hoặc là an cư lạc nghiệp, hoặc là có thể là mình có thể là lên thêm thổ cư mình cắt hai được anh chị ha. Trên trên bất động sản mình thì đang có một cái nhà cấp 4 thôi, cũng không có giá trị nhiều ha, cũng không có giá trị gì cả, nhưng mà có thể vào sửa sang sơ mình ở cũng được anh chị ha. Rồi, còn về cái tiềm năng đó thì ở gần gần bất động sản mình có một cái con đường ha, đường quy hoạch đó thì nó sẽ mở phóng thông từ bên xã Phước Tân ha, bên cái tỉnh lộ 328 đó, nó sẽ phóng giao với lại 329 đây, và nó sẽ đi nối tiếp với lại đường vành đai ở thị trấn đó chị ha, thị trấn Phúc Bửu. Thì cái đường vành đai đó mình đi hồ sông Kinh, mình đi hồ Tràm rồi, nó nhanh lắm chị. Nói chung là hiện tại là mình đi ra trung tâm, muốn ra thì trung tâm thị trấn á, mình đi đường 329, tương lai nữa mình muốn đi ra trung tâm thị trấn mình sẽ đi đường này, nó sẽ nhanh hơn nữa chị. Nó sẽ rút ngắn thời gian mình đi hơn, rút ngắn quãng đường hơn ha. Đó, nó phóng thẳng xuống dưới đường vành đai luôn, mình đi xuống biển Hồ Tràm rất là gần đó. Hiện tại mình đi xuống biển Hồ Tràm thì mình di chuyển theo đường bình thường đó thì khoảng đâu đó là 15 cây đổ lại ha. Đó, còn mà đường này mà mở ra thì mình đi khoảng 10 cây thôi chị, mình rút ngắn khoảng 5 cây số ha, mình đi rất là gần luôn đó. Đó, thì em điền xin được báo giá luôn ha. Rồi điền sẽ đi vào trong quay review chi tiết. Bất động sản mình đang cần bán là 1 tỷ 590 triệu anh chị ha. Đó, nếu mà cô chú gì mà đang có tài chính khoảng loanh quanh 1 tỷ rưỡi nhịn chút xíu ha, thì quan tâm với bất động sản này liên hệ ngay điền nha, số điện thoại điền có để trên màn hình đó. Đó, thì trong nhà nói chung là ranh móc thì rõ ràng, nhà kế bên là tạp hóa luôn anh chị. Ở nhà kế bên là đang trồng rau ráng rồi này kia, đất rất là tốt luôn ha, trồng trọt hoa màu này kia rất là tốt luôn, nhìn cây tươi xanh đó. Đây là hộp máy nước máy của bất động sản mình ha, đây hộp nước máy này đó, đây hộp nước máy, nói chung là điện đài nước máy thì đầy đủ ha. Đó, vậy thấy này, nói chung là nhà thì cũng không có gì, trong nhà thì có 2 phòng ngủ, một toilet, một bếp, một phòng khách ha, cũng không có gì để quay nhiều đó. Còn lại là phần đất trống hết anh chị ha. Nói chung là bất động sản mình thì đang có là sổ riêng nữa chị nha, công chứng ngay được cả chị, sổ này sổ mới toanh luôn chị ha, sổ này được mới cấp gần đây, nên là sổ còn rất là mới. Về cái vấn đề quy hoạch tranh chấp thì dường như là không có chị ha. Đó, bất động sản mình thì cứ bám theo cái ranh này chị ha. Cái khí hậu ở đây thì khỏi nói rồi, mảng xanh ở Xuyên Mộc thì còn rất là nhiều, đâm ra là về khí hậu ở đây rất là mát anh chị ha. Đó, ranh mình tới đây ha, ngay cột này, ngay cột rào B40 đó. Thẳng qua đây này, ranh mình đây này, hậu mình là 13 mét 3 đó, nở hậu nha, vừa hai mặt tiền vừa nở hậu, quá đẹp, giá bán rất là rẻ luôn chị, giá này là đang giá cần bán chị ha, giá này là giá kẹt tiền đó. Đó, từ cái ranh này qua là 30 gần 34 mét ha, 33 mét rưỡi ha. Đó, nói chung là bán đất tặng nhà nha, không phải là bán nhà tặng đất đâu nha anh chị. Đó, đó, cô chú ý là mà có điều kiện thì mình có thể đập bỏ nhà này mình xây mới anh chị, còn mà mình muốn mà để ở tạm thì mình có thể sửa sang được anh chị. Dân cư đông nha anh chị, quá đẹp. Nói chung là cái diện tích đất thì nó cũng tương đối là rộng rãi rồi, vị trí nó cực kỳ tốt luôn chị, cách cái tiện ích tiện nghi khoảng 500 mét thôi, mình có thể sở hữu đầy đủ rồi. Đường thông thương ha, đường này mình đi được nha,
chung là sẽ có đường đi xuống đây thông qua đường song song với mình ha, nói chung là đường thông thương hết. Đó. Quy hoạch rõ ràng. Đó. Rồi Điền xin được nhắc lại một lần nữa chị ha, bức xã mình có diện tích là ngang là 11, sâu là 34, nợ hậu là 13,3 ha. Có sẵn là 80 thổ cư phụ hầm toàn bộ, đang cần bán là 1 tỷ 590 triệu đồng ha. Cái giá rất là rẻ luôn chị. Rồi. Cô Chí nào mà quan tâm thì liên hệ số điện thoại của Điền ha. Thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm. Điền cũng xin được kết thúc video clip tại đây ha. Cô chú nhìn nhớ những đăng ký kênh của Điền để ủng hộ Điền và được xem những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.